Tối ngày 29 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Dương Tử đã tham dự show diễn Valentino trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris. Đại sứ thương hiệu Valentino diện xếp đồ thanh lịch với tông đen trắng cổ điển, nằm trong bộ sưu tập Resort 2025 của thương hiệu. Nữ diễn viên kết hợp với vòng cổ hoa cỡ đại và giày đa sắc. Tại sự kiện, Dương Tử còn hội ngộ cùng Trương Văn Ý, bạn diễn của cô trong trường tương tư. Sau khi kết thúc show diễn, Dương Tử đã trở về khách sạn và có buổi live stream ngắn để trò chuyện với người hâm mộ. Dương Tử đã đi thăm những nơi nào ở Paris? Thật ra mỗi lần tôi đến Paris, thời gian đều rất vội. Công việc mỗi ngày đều kín lịch, vì thế tôi chưa từng đi đâu chơi ở Paris. Lần trước đi bảo tàng Louvre chụp ảnh, nhưng không vào trong. Tôi hy vọng lần này nếu có cơ hội, có thể đi cảm nhận một chút. Nhưng hình như lần này cũng không có thời gian. Dương Tử thích thiết kế nào trong bộ sưu tập hôm nay? Người mẫu cũng rất gần tôi, ngay cả lỗ chân lông của họ tôi cũng nhìn rõ. Khi đó tôi đã ngây người, có lúc còn quên chụp ảnh. Khi thấy mọi người chụp, tôi vội lấy điện thoại ra. Lịch làm việc sau kỳ nghỉ quốc khánh của Dương Tử là gì? Tôi sẽ hoàn thành nốt một số việc chưa xong, thử tạo hình và gia nhập đoàn phim. Các bạn biết tôi sẽ vào đoàn phim gia nghiệp mà. Có lẽ cuối tháng 6 vào đoàn. Trước thời điểm đó tôi sẽ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị, kiểm soát chế độ ăn, hy vọng sẽ có trạng thái tốt hơn khi vào đoàn. Vì trong thời gian nghỉ ngơi ăn uống hơi thoải mái, nên giờ tôi đang cố giảm cân. Dương Tử mang đồ đặc biệt gì đến Paris? Gần đây tôi đang uống thuốc đông y để điều hòa cơ thể. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Tôi mong có thể tiếp tục kiên trì uống thuốc vì trước đây có đợt uống rồi lại dừng. Tôi còn mang theo thuốc đến Paris. Tôi chỉ sợ lúc qua cổng kiểm tra người ta sẽ không cho tôi mang. Nhưng không ngờ lại có thể mang đi một cách thuận lợi. Khi nào Dương Tử về Bắc Kinh? Chắc tôi sẽ về vào ngày mùng 3 hoặc mùng 4, vì bên này vẫn còn một số công việc khác như chụp hình. Dương Tử có quay phim võ hiệp không? Nếu có kịch bản như vậy thì nhất định rồi, tôi cũng rất thích. Phim mới quay ở đâu? Đúng rồi, sẽ quay ở An Huy. Theo tôi được biết thời điểm này là như vậy. Dương Tử có thích quay phim dân quốc không? Nếu có thì tôi sẽ quay vì đề tài về phim dân quốc khá nhiều, nhưng tôi muốn có một cốt truyện chân thực. Dù ở thời đại nào, kịch bản sát với thực tế khi diễn sẽ chân thực hơn. Huyền Nhi đương nhiên là được rồi. Thật ra tôi không bài xích thể loại nào, phong cách, đề tài nào cũng được. Chỉ cần kịch bản hay, vai diễn hay, tôi đều đồng ý. Khi nào Quốc sắc phương hoa phát sóng? Quay Quốc sắc phương hoa chúng tôi đều rất vui và làm việc nghiêm túc. Các bạn đợi phát sóng nhé. Phim đã quay xong, tôi cũng không biết lịch phát sóng cụ thể. Tôi thật sự không biết. Thật ra tôi cũng biết cùng thời điểm với các bạn. Khi chốt lịch xong, họ mới báo với tôi. Vì thế tất cả các phim đang chờ phát sóng. Khi nào phát, tôi chỉ muốn nói là tôi không biết. Không nói dối mọi người đâu. Thôi không làm phiền mọi người đi ngủ nữa. Tôi xuống live đây. Nhưng Paris trời vẫn sáng, vì thế tôi chuẩn bị đi ăn. Mọi người đi ngủ đi, cảm ơn mọi người đã đợi tôi muộn thế này. Tạm biệt. Xin chào. Na wo jiu gen da jia shuo, bye bye.